nhân ai lên đất bảo hàng, lên bụi phong nguyệt đi đâu là cảnh thân tiên. Kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật Nhi Hoàng, vô lượng độc phép hoàng đục chi thần thông. Thank you.
phong hoa tuyết nguyệt đường môi. Dâng câu tiên bảo chúc lời, chúc lời huê phong chuông chén nâu lặng hội quỳnh tiên. Chuông chén trà ô long, tay cô nâng bình ngọc để các bà tiên dâng hoàng bày chén trà. Bàn đi chào long, ô long long hiến đi thượng kim bàn đi. Mâu đơn cùng trà liên tình, khi thanh nhàn con hoàng bảy hiến vui. Ba chén khuyên mời hồng trà, ba chén các cô khuyên mời thanh nhường mỹ vị đường mùi kỳ chân na trần đường mùi kỳ chân. Trên báo cảnh vui thay, quan hoàng bảy vui với phù dung, vui với cỏ cây. Tuyết nguyệt phong hoa lấy thơ làm bạn, cầm kỳ thi từ thú vui vậy. Đàn hát nhà thú Huế viên lúc lại ầm ầm chào. Trà tàu thuốc lá ông bảy người ưa thích, thuốc công keo xiêu lúc thành là con vua thượng đế đức vua cha, giáng tài sơn lâm chân bảo hà. Mau gương hào tươi vẻ ngọc, dung nghi quan hoàng bảy tươi tốt, ông đẹp khác nào hoa.
say phú say thơ, quan hoàng bảy say câu hát, say nợ tăng bồng tình rồi lại say. Khách trần phàm thì hộ dê mấy ai hay, tăng bồng hồ thì họ nguyện con hẹn ngày được phú quý vinh hoa. Hoàng nhận ai lên đất ý hà bảo, hà bảo đêm bùi phong nguyệt ý đó là, đó là thiên cảnh thần tiên sáng ngô sáng ngô lý phà bồ tiên cảnh tiết trên bão hà, ô tiên là cảnh tiết trên bão hà. Cỏ cùng mà đúa chen hoa mai gần tận gần gần yên hà nằm ngoài a bưởi phật xa con kém xa sáng ngô sáng ngô như phạt ở say còn kém xa bưởi phân ô xa mình còn kém xa bưởi phân. Trên cung trăng có ai hẹn ý chờ ai chờ vì đường hoàng đi chấm linh ý tình cơ hoàng bày gặp duyên sáng ngô liễu phà duyên gặp mà duyên tình cơ. Duyên gặp duyên tình cơ. Đời người rất ngắn ni gan là tất ga gắng tu tâm thời tích đức ý được về vang sau này sáng ngô lưu phạt ở vang được về vang sau này ô vang mình được về vang sau này. Nào ô chép biên họ nguyện con phúc hậu thảo hiền tu tâm thời tu đức hoàng bảy phê biên thọ trường còn những kẻ hung nghi cường bạo ngược đi hại người
chẳng trước mấy thế sau lối lầm có giá chi đâu. Sở nguyện mà cho như ý, sở cầu được tòng tâm. Nơi trời bùa khắp bốn phương, hại nhân thì nhân hại, khốn nơ đường thoát nơ thân. Đã nên đăng cầm cân ông lấy chữ tội chữ phúc để mà cân, đừng có ai khoe mình đã tròn vẹn muôn phần. Chữ tâm mà đã kém ông bảy cầm cân sao bằng. Cho nước tiên tẩy hết bụi trần, thanh cao rồi lại mười phần ghế thanh cao. Chữ cương thường treo cao xa ngọc, chữ tam tòng chữ đức khuyên ghi. Họ nguyện có mơ khất mơ mái tô quỳ bảo hà xin quan hoàng bảy người về đổ chỉ ông chứng tâm. Lệnh nghỉ sai thập nhị các cô tiên đàng, cô nào việc ấy xa 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 bà hầu. Tiết nơ cô nàng cà pha nước trà tô, sơn lâm nếu mà vương ý hoàng gật đầu phố gối ban khe. Nàng đôi tiên quân nàng đôi dâng đi bộ khăn đèn, xe ngà diệt sứ bộ móc tiên chui bằng vàng. Tiên nữ cô nàng ba dâng hộp thuốc ngang, thế là vừa ý ông bảy hoàng chốn sơn lâm. Đỉnh nhang trầm cô nàng tư thì đốt đỉnh nhang trầm, ngọn đèn cô khêu cho tỏ tay cầm móc tiên. Tiết nơ cô nàng năm mơ dâng ngơ kẹo bánh nguyên, kẹo diều thuốc lắc cành biến mai dám mơ đi. Tính nết cô nhu mì cô nàng sau, tính nết nhu mì đầu xuân dân hoàng đôi tuần má để ông đi chấm đồng. Tiết cô nàng bầy đầy thông miếng ca tay gầy đàn bồ ấm nghe non nơ nàng. Dân chiếc lược ngàn tiên cô nàng tám mi, dân chiếc lược ngàn
tay trải chuốt, ông khen là cô khéo thay. Yêu điều ai tay tiến cô nàng chín, yêu điều ai thay canh như ba giờ ti rách đôi giày hầu ông. Tin cô nàng mười lưng thắt tai hồng, tin cô nàng mười lưng thắt tai hồng, cánh như ba giờ tí sách đèn lồng cô bước bước ra. Tin cô mười một quạt nước cô pha trà, ấm mi tiên bình ngọc đôi tay nhà dâng lên. Tiên cô mười hai dài chiếu chia bài, cảnh tiên xa vự thì nào ai dám mơ đi. Thổ mát nội đồng lệnh sai, thổ mát nội đồng phùng kinh đón giết hoàng bảy về bảo hà tấu mâu đồng cuồng thanh gia hồi cung. Nghệ An đức hoàng mười chân cảnh Nghệ An, về huyền thiên bản nơ làm quan phủ xây.